tiền con cọp nè các bạn. Đây, ở đây là hình nổi con cọp nè, đây là hình nổi con cọp đó, 5 đồng tiền ngày xưa. Có cái tiền này có một người anh ở chung ở trạm y tế của Vĩnh Châu Sóc Trăng á, các bạn đi học y tế rồi cái lúc mình là thời sinh viên á, cái ảnh ảnh gửi anh cho mình làm kỷ niệm, làm để đẹp chơi bỏ bóp cái tiền đồ chơi. Các bạn đừng có suy nghĩ tiền này tiền gì nha, nghĩ nó là tờ giấy thôi nhưng hết giá trị nha các bạn. Đây là một cái tờ giấy hết giá trị nha các bạn. Hình này hình con phụng nè, 5 đồng. Bên đây là con rồng, đó là con rồng. Đây là con cọp đó các bạn. Rồi chút xíu nữa mình sẽ cho các bạn coi, đây là con cọp. Con cọp nó nằm dưới, nó chìm dưới đây nè. Tờ giấy còn rất là chắc, rất là chắc. Đây là hình con trâu và người dân đi cày, 5 đồng các bạn, biểu tượng người nông dân. Ở đây là con cọp, vẫn thấy hình con cọp nổi đây nè các bạn, rất là hay. Và cái tờ giấy này nọ mình gọi là tiền giấy nhưng mà nếu như theo cái gọi là giấy gì đó các bạn, giấy gì đó, cái theo nếu như tiền đô la nó làm bằng giấy á, mình nói là tiền giấy nhưng mà tiền đô la là nó làm bằng giấy. Cái này cũng có thể là làm bằng giấy hay giấy gì đó mình cũng không biết nữa, nhưng mà lâu lắm rồi, cái này rất là lâu năm mà. Hình con rồng rất là đẹp. Cái tiền tờ này là hơn hơn 30 năm mà các bạn. Đây các bạn, 5 đồng ha. Đây là hình con cọp nè, các bạn thấy hình con cọp ha, đó người ta kêu bằng tiền con cọp, rất là đẹp. Hình nổi con cọp, tờ giấy hết giá trị rồi nha các bạn ơi, đừng có bình luận nha. Đây mình chỉ chia sẻ với các bạn những tờ tiền thôi, vô giá trị không có tác dụng bình luận nha các bạn. Rất là đẹp. Tại vì lâu lâu mình lục lại mình thấy này, các bạn thấy bên đây vẫn là con cọp nè. Đó, hai bề đều nhìn thấy con cọp hết, tiền con cọp. Tiền con cọp nha các bạn. Tại vì mình cũng không biết nữa, nhưng mà kỷ niệm mình nhớ lại cái anh ở ở bệnh ở cho trạm y tế của Vĩnh Châu Sóc Trăng ngày xưa. Cho nên mình gặp tờ tiền này cái mình sẵn mình chia sẻ lại các bạn, là ảnh cho mình hai tờ, tờ con cọp với tờ tiền con ngựa. Mà bây giờ mình không gặp cái tờ tiền con ngựa đâu hết trơn, mình chia sẻ tiền này trước khi nào mình gặp cái mình chia sẻ hai tờ cho các bạn coi nha. Năm đồng. Những tờ tiền hết giá trị sử dụng.